Còn theo tin từ Sở Y tế Hà Nội thì trong ngày 10 tháng 2 trên địa bàn thành phố ghi nhận tới 2887 ca nhiễm COVID-19. Trong đó thì có 627 ca tại cộng đồng và 2.260 ca đã cách ly. Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các đơn vị y tế phát thuốc đầy đủ và hạn chế bệnh nhân chuyển tầng để giảm số ca tử vong. Cụ thể, 2887 bệnh nhân phân bổ tại 434 xã phường thị trấn thuộc 30 trên 30 quận huyện thị xã, một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như Hoàng Mai 177, Đông Anh 175, Nam Từ Liêm 161, Trường Mỹ 151, Long Biên 150. Sở Y tế Hà Nội đề nghị giám đốc các trung tâm y tế làm tốt công tác quản lý, theo dõi người nhiễm COVID-19 từ mức độ nhẹ tại nhà, phát thuốc đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, hạn chế mức thấp nhất tỷ lệ chuyển tầng, chuyển viện nhằm giảm áp lực cho tuyến trên. Đối với những trường hợp chuyển nặng, cần có sự nắm bắt sát sao, kịp thời nhằm giảm tối đa tỷ lệ tử vong. Đối với các bệnh viện điều trị tầng 2, tầng 3, Sở đề nghị chuẩn bị đủ cơ số giường được giao, vật tư y tế, thuốc đáp ứng công tác điều trị theo từng cấp độ của kịch bản phòng chống dịch.